Chim Tử Lưu xin thân ái kính chào tới ngồi quý khán thính giả trong chương trình Talk Show Thương mại của Việt Face TV. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì một lần nữa chúng Tử Lưu rất là vui vì được gặp lại cô Văn Bích Chi, là một chuyên gia với trên 8 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ chăm sóc da và cái công ty chúng tôi nói hôm nay đó là công ty secret direct à, cô đã từng hợp tác với nhiều hãng mỹ phẩm danh tiếng trên thị trường và đặc biệt là rất am hiểu về các thành phần được có trong các loại mỹ phẩm à, xin chào văn bức chi dạ xin chào anh lưu và xin kính chào tất cả quý khán giả của đài việt phay tv Um, khi em đại diện cho Secret Direct thì uh, nếu mà bữa nay mà trong cái chương trình đặc biệt thưa quý vị nếu bữa nay chúng tôi luôn không phải ngồi thoát show thì chúng tôi luôn phải bắt cô băng uh, văn Bích Chi này phải làm mặt cho chúng tôi luôn mà làm cái kem rất là đặc biệt ngày hôm nay thì uh, trước khi chúng ta nói về cái loại kem mới đó yeah. thì Văn Bích Chi có thể cho tất cả quý khán thính giả giới thiệu lại một cái thoát show kỳ trước mình đã nói yeah. đó là cái cái loại mà Recover Mask. Dạ, dạ uh, cảm ơn anh uh, Như lần trước, uh, tuần trước uh, mình đã nói về Recover Mask là một cái uh, mặt nạ dưỡng da chống lão quá rất là hữu hiệu Nó làm uh, có cái hiệu quả mà có thể làm giảm nếp nhăn từ 30% cho tới 45% trong vòng 15 phút Em nghĩ là ở trên thị trường hiện nay uh, uh -huh. rất là khó kiếm được một cái uh, mặt nạ dưỡng da mà có một cái hiệu quả nhanh như vậy mà rất uh -huh. là an toàn cho da. Tức uh, là, là thưa da. quý vị có làm cho các bà các cô sẽ da, da da coi như là từ nhăn mà trở thành láng ra và đẹp đi dạ phải Dạ đúng không? vậy, chẳng những uh -huh. là các cô các bà mà còn là các anh và uh -huh. các, uh, các các trẻ các chú nữa. <cười> <cười> thưa quý vị, bây giờ thì chắc thưa Văn Bích Chi cũng phải nhắc lên chút xíu về cái công ty Secret. Dạ. Một cái công ty nghe tưởng là điệp viên không không thấy. <laughs> để viên bảy mới đúng anh à. à Công ty Secret là một thương hiệu à, mỹ phẩm về kem dưỡng da đã có mặt trên thị trường trên 7 năm nay uh -huh. à, Với doanh thu trên 800 triệu đô la uh -huh. Thì anh thấy à, tụi em làm à, những cái sản phẩm phải rất là hữu hiệu thì mới uh -huh. có được một cái doanh thu như vậy Và đặc biệt thưa quý vị, à, những sản phẩm của công ty Secret Direct là làm từ những khoáng chất của biển chết phải không dạ, đúng vậy. một biển chết mà một cái biển rất gọi là cái biển thưa quý vị nhưng mà thực sự đó là một cái hồ khổng lồ không có cái đường thông ra biển và nước ở đây đó không biết vì lý do nào mà nó mặn mặn đến nỗi mà <laughs> à, người ta có không thể nào tự tử được bởi vì khi nhảy xuống thì sẽ nổi lên dạ, đúng và vậy. không có sinh vật nào sống được trong đó phải không dạ cho nên rất là um, cái độ an toàn rất là tuyệt đối rất uh -huh. rất là sạch sẽ và cái um, độ muối mặn nhất Um, cái và dạ, có những cái khoáng chất mà chỉ có thể kiếm được ở trong biển chết và không kiếm uh -huh. được cứ ở cứ bất cứ nơi nào khác hết. À hả? Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một cái một cái một cái một loại dược coi như là một cái một loại uh, mỹ phẩm khác mà được làm từ khoáng chất của biển chết. Dạ đúng vậy. Mà chúng tôi lưu đã xài qua rồi và rất là thích thưa quý vị. Bây giờ thì uh, xin mời Văn Bích Chi giới thiệu. Dạ thưa anh, hôm nay thì Bích Chi muốn giới thiệu đến uh, um, quý khán thính giả về mặt nạ mặt nạ đẹp mất mát của Secret được làm từ um, gọi là mặt nạ bùng nhưng à, mà đặc hả? biệt khác với những cái loại mặt nạ bùn trên thị trường hiện nay, mặt nạ bùng uh, của khoáng chất, uh, giúp khoáng chất của biển chết của uh -huh. Secret uh, được um, không có tẩy đi bằng nước mà tẩy đi bằng nam châm. À, Cho nên hả? khi mà uh, quý khán thính giả uh, dùng cái mặt nạ này để đắp lên mặt, sau đó đợi trong vòng 3 phút chỉ 3 phút thời gian thôi, à, rồi hả? lấy cái nam châm À, mình à, lướt lên mặt thì không có cần đụng tới cái làn da của mình nữa thì uh -huh. nó sẽ hút đi hết những cái bột à, đen ở trên mặt của mình và để lại những cái chất serum uh -huh. à, có chất vitamin pro b vitamin e làm cho cái da của mình nó mịn sáng và uh -huh. rất là đẹp cái này thì chúng tôi đã được thử qua rồi thưa quý vị và quý vị thấy trên màn ảnh là hai đồ đang hai chị model đang được tân trang cái mặt bằng một loại bùn mà chúng ta thấy một, một nửa mặt đen để quý vị thấy là cái cái này là họ làm trước khi và sau đó là before and after. Sau đó thì thì, thì Calsi bôi mà bôi rất là quý vị sẽ để ý khi mà cái những cái hình ảnh mà bôi bùn đó thưa quý vị. À, bôi bằng một cái 500 để trong một cái miếng giấy phải không? Dạ. Để tới đâu nữa lướt tới đó phải không? Dạ. Đâu tức là mình trước hết mình dùng tay mình lấy cái bùn mình đắp lên mặt trước, uh -huh. rồi đợi trong vòng 3 phút thì lấy một cái cục nam châm quấn uh -huh. cũng như là mình lấy cái dạ cái tờ giấy mình quấn đi để cho nó giữ vệ sinh thôi rồi hút đi hết những cái uh -huh. chất bùn trên mặt. Thì khi mà hút cái bùn ra hết rồi đó thì cái khán giả sẽ thấy được rằng là cái làn da nó mịn hơn, nó đẹp hơn nó giống hệt như là mình mình có đánh phấn lên nhưng mà thật ra không phải là phấn mà chính là cái làn da rất là đẹp của mình và rất là mát nữa thưa quý vị nó có một cái lớp giống như một cái màng lưới mà gọi là chất khoáng chất đã đã được đắp lên mặt phải không? Dạ đúng rồi ở trên thị trường anh nghĩ là có rất là nhiều loại uh, mỹ phẩm khác, cũng yeah. ta cũng giới thiệu là biển chết, yeah. người ta cũng giới thiệu bằng nhiều cái dược liệu khác, uh -huh. uh, thiên nhiên tất cả đều là thiên nhiên. thì cái điểm nổi bật của của secret hơn những cái hãng khác là cái chỗ nào? Dạ thưa anh thì um, có nhiều uh, cái uh, thương hiệu khác nó cũng nói về khoáng chất nhưng mà đặc biệt secret là khoáng chất từ biển chết và dùng những cái uh, uh, phương pháp tối tân nhất để bào chế và hợp tác với những một trong những cái manufacturer lớn nhất trên thị trường hiện nay để bào chế ra những cái loại sản phẩm được độ an toàn rất tối cao, dùng ừ. dược thảo, dùng những cái khoáng chất thiên nhiên từ biển chết ừ. để tạo ra những cái bộ mỹ phẩm mà rất là an toàn và cái hiệu quả rất là nhanh quý khách nhà có thể thấy từ 3 cho tới 15 phút. À em hà. nghĩ là trên thị trường này uh, ít có ai mà có thể uh, nói được như vậy. <laughs> à thưa quý vị, chúng tôi luôn cũng thấy rằng uh, nếu mà chúng ta xem những cái video clip mà quý vị cũng thấy hiện trên màn ảnh đây thì thấy cái công nghệ mà để làm cho cái khoáng chất này là một công nghệ nano nano mà nó làm mà rất là tinh vi mà làm để cho những cái làn da của mình đó sau khi mà được làm cái bằng cái, cái 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 khoáng chất này để đắp lên mặt rồi đó thì làn da như nó sáng lên phải không? Dạ đúng vậy anh, à, cái nanotechnology là uh -huh. mình nói về cái recover mask dùng uh -huh. để xóa đi cái vết nhăn à, à trong hả? cái thời gian nhanh nhất thì khi mà um cũng như là anh thấy nanotechnology là một những trong những cái technology uh -huh. uh, hiện đại nhất ở trên uh, ở trong cái ngành thẩm mỹ skincare hiện nay nhưng Thế... mà anh đặc biệt anh, anh hơi lạ là tại sao trong cái bùng của cái loại em for này nè dạ. tại sao nó có kim loại hay sao vậy uh, well, anh cũng biết là khoáng chất em hồi nãy em có nói về cái biển chết là lúc nãy nó có rất là nhiều cái khoáng chất thì uh -huh. ở trong cái khoáng chất nó là cái cái mineral thì khi mà mình đắp lên mặt rồi đó mình dùng nam cho mình hút thì mình hút đi hết những cái bùn đen cái iron uh -huh. uh, powder nhưng mà mình leave cái uh -huh. uh, cái mineral rồi tức là những cái khoáng chất còn lại trên cái da mặt để cho nó uh -huh. dưỡng cái da mặt của mình. Yeah. Nhưng mà nếu mà quý khán giả mà muốn xem chương trình mà muốn 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 được thử thì phải làm thế nào? Dạ thì. Um... Bích Chi cùng toàn thể những người đại diện của Secret mời quý khán thính giả gọi vào số điện thoại. Thưa quý vị, số điện thoại đó là 1834897819. 348 chín là quý vị sẽ được dự những cái buổi spa party uh, miễn phí, miễn phí phải không? <laughs> dạ. Mà quý vị sẽ được làm em for lẫn cái recover mask hay là ví dụ như có những quý khán thính giả đó chứ. Tôi muốn thử luôn hai cái để mua luôn hai cái thì có được làm free hai cái dạ luôn không? Dạ được chứ anh. Dạ được chứ. Uh, uh -huh. Chúng uh, công ty của công ty Secret và toàn thể đại diện của Secret rất là tin tưởng vào những sản phẩm của tụi em cho nên lúc nào cũng mời quý khán giả đến để dự uh -huh. những buổi spa party có thể thử được những sản phẩm này và chứng minh uh, trên bản thân của mình là cái hiệu quả à, của cái cái product. Còn tụi những em. quý khán thính giả mà ở tiểu bang khác mà họ xem chương trình họ muốn uh, muốn được thử sản phẩm này thì họ muốn mua sản phẩm này thì mua ở đâu? Dạ um, tụi em có website, có thể order qua à website hoặc là có um, có những cái cơ hội để cho những cái người salon owner có thể carry cái product ở trong uh -huh. cái 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 salon của họ Có hả? thể làm đại lý cho mình luôn. Dạ, đúng vậy. Thưa quý vị quý vị muốn làm đại lý cho Secret cũng như muốn xài những sản phẩm tuyệt vời mà chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay, xin quý vị gọi ngay số điện thoại tám để gặp uh, hoặc là quý vị tại vùng Orange County sẽ đến những cái spa party miễn phí. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết xin cứ liên lạc số điện thoại miễn phí 18 0800 348 9789. Bây giờ thì quý vị thấy cái gương mặt của những mô đồ mà đặt khi đã bôi rồi đó, khi đã chùi sạch rồi quý vị hãy nhìn xem rất là sáng và phải à, phải phải nói cảm giác cảm giác là hai người mô đồ này rất là lúc này đang rất là tươi. Dạ đúng vậy. không? vậy. <laughs> không cần đánh phấn, không cần khoa tông uh -huh. vẫn đẹp như thường. Um, anh nghe nói công ty Secret ngoài những cái sản phẩm như Recover Mask và M4 đó thì uh, nó còn nhiều sản phẩm khác phải không? Dạ đúng vậy. À hả? À, những à, ngoại trừ hai cái mặt nạ mà à, à, Bích Chi đã đem đến à, để giới thiệu cùng quý khán thính giả, Secret còn có à, à, sữa rửa mặt, toner, kem uh -huh. dưỡng da và à, nhiều loại serum dành cho da mụn, da à, dầu, da khô. Tất cả cô, là phục vụ da, da không hả? Dạ đúng vậy. Rất là đặc biệt thôi quý vị. Chúng tôi sẽ giới thiệu trong những chương trình tiếp theo. Tuy nhiên bây giờ Văn Bích Chi có thể cho tất cả quý khán thính giả biết là M4 với Recover Mask như vậy đó thì khác nhau như thế nào và người ta có thể dùng chung được không? Dạ, thưa anh, uh, M4 và recover mask có thể dùng chung được với nhau. Recover mask là uh, dùng để xóa đi vết nhăn, uh -huh. uh, dùng để cho cái da mặt của mình căng hơn, uh, đẹp hơn và thật ra nó rất nó không chỉ là dành cho những người uh, có lớp nhăn mà dành cho những người nếu như mà thấy cái da của mình không có được uh, tươi lắm hoặc là uh -huh. thấy nó uh, nó tại vì nó nó làm cho cái da của mình nó đẹp hơn uh -huh. còn cái em pho là đặc biệt dùng cho những quý khán giám giả mà thấy như làn da của mình thiếu đi chất nước thấy nó không à. có được thấy là da uh, khô phải da không cũng như là khô hoặc là da của mình dầu nhiều quá thì cũng uh -huh. như là nó cần để giữ cái độ uh, ẩm ở trong da như vậy thì xài nên... cái nào trước xài cái nào sau mua hai cái có được bớt hay không À, dạ dĩ nhiên là lúc nào mua nhiều thì cũng có giá discount. <laughs> Nhưng cao hai cái cái nào xài trước cái nào xài sau dạ à, em nghĩ là em for em lúc nào em recommend em for xài trước rồi sau đó em à, for tức nào? là quý vị yeah. trét bùng lên mặt trước sau đó là trét một cái lớp và chống nhăn lên dạ yeah, đúng rồi à, thưa quý vị nhưng mà còn một điều này chúng tôi luôn muốn hỏi nữa là thí dụ như những người có những loại da rất là mẫn cảm có những loại dược thảo chúng tôi luôn biết đó biết chi biết không thí dụ da mình bị mụn hay bị trầy trụa vì một lý do nào đó yeah. mà mình trét lên nó có thể là làm cho cái da nó bị nhiễm trùng hoặc là nó bị dị ứng với rất nhiều thứ thì đối với những người mà bị nhiễm trùng da hay bị dị ứng này kia thì uh, như thế nào? Dạ thưa anh um, có những cái recommend ở trong công ty nó recommend cho những cái người có loại um, có những làn da dị ứng nhưng mà như em đã nói từ đầu đó là những cái sản phẩm của công ty Secret được bào chế với cái uh, công nghệ tối cao nhất hiện nay dùng những cái dược thảo rất là uh, từ thiên nhiên từ biển uh -huh. chết cho nên rất là an toàn rất cái độ cao rất là an toàn sẽ à không uh, uh, tức là người có mụn thì vẫn xài được dạ yeah, taxi uh, recommend cho những có những cái uh, sữa rửa mặt recommend cho cái người uh, có mụn mà có thể trị và họ có thấy kết quả trong vòng 7 ngày còn hai cái này thì sao dạ em for là những cái uh, là cái mặt nạ để uh, à những nhưng mà tức là người ta có khi ra. mà người ta có mụn thì người ta có xài em for được hay không dạ dĩ nhiên là được à thưa quý vị quý vị thấy rằng là chúng tôi luôn hỏi tới tận cùng cho quý vị là để yeah. cho quý vị có thể tìm được những sản phẩm tốt cho mình và đặc biệt là công ty secret có những sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu trong những chương trình thóc sơ thương mại và đây là sản phẩm em for và recover trước khi chia tay thì chúng tôi luôn một lần nữa mời quý vị đến với những spa party miễn phí của công ty secret Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1800 348 9789 1800 348 9789 và những người muốn làm đại lý à muốn làm đại lý ở tiểu bang khác muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này quý vị có thể liên lạc cũng với số điện thoại này một tám trăm ba bốn tám chín bảy tám chín một số phone nhưng mà hình như nó chia ra rất là rất là nhiều nhân viên để có thể bắt dạ. phone và tiếp chuyện phải không dạ đúng vậy lúc nào cũng sẽ có những cái người đại diện của công ty secret sẵn sàng đón tiếp quý khách và trả lời những câu hỏi hoặc những thắc mắc của quý khách về sản phẩm hoặc là về quyền đại lý À, cảm ơn Văn Bích Chi rất là nhiều. À, bây giờ thì chúng tôi hết giờ rồi, thưa quý vị, chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới với những sản phẩm đặc biệt của công ty Secret mà Văn Bích Chi cũng sẽ giới thiệu trong những chương trình tới đây. Xin chia gửi một lời chào. Dạ, em cảm ơn anh Lưu và mong hẹn gặp lại anh Lưu và quý khán thính giả của Đài Việt Phay TV trong thời gian gần đây và rất là mong được đón tiếp quý khán thính giả tại những buổi spa party miễn phí. À, nếu quý khán thính giả có những thắc mắc xin uh, gọi đến số phone 1800 348 9789 1800 348 9789. Xin chào. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới của Secret Direct.